Sáng ngày 4 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban Đảng trung ương, các bộ ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà khoa học, nhà văn hóa, văn nghệ sĩ. Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Quang Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ca Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự tại điểm cầu Đồng Nai. Hội nghị văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua, kết quả xây dựng văn hóa con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, ngay từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ba mặt trận quan trọng của cách mạng nước ta là chính trị, kinh tế và văn hóa. Sau 35 năm đổi mới đất nước, việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa tiếp tục được đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa từng bước được nâng cao. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng xác định một trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã nêu lên một số giải pháp trọng tâm để triển khai những chủ trương, quan điểm của Đảng về phát triển và xây dựng văn hóa con người Việt Nam, như tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, xây dựng con người, nghiên cứu xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy quản lý văn hóa, phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, văn nghệ. Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, các địa phương và đại diện văn nghệ sĩ đã nêu lên các đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa Việt Nam trong thời gian tới. Các đại biểu cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị lần này vào đúng 75 năm sau hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946. Đây là một cái hội nghị hết sức quan trọng, được mang một cái giá trị như là một cái hội nghị diên hồng của cả nước bàn về văn hóa. Và chúng tôi nghĩ rằng qua hội nghị này chắc chắn Đảng, nhà nước sẽ có nhiều sự tập trung quan tâm sâu sát hơn nữa đối với lĩnh vực văn hóa, và chắc chắn rằng nhà nước sẽ có những cái sự điều chỉnh để kịp thời ban hành các cái pháp luật, các cái chính sách liên quan đến văn hóa, để đảm bảo văn hóa luôn luôn là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội trong thời gian sắp tới. Sau khi quán triệt toàn bộ nội dung của hội nghị này, đối với lại toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của ngành văn hóa, chúng tôi tiếp tục triển khai sâu rộng để làm sao từng nội dung của nghị quyết phải lan tỏa và thấm sâu vào trong từng chương trình hành động, từng kế hoạch và từng việc làm của mỗi người cán bộ văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Và vấn đề quan trọng cốt lõi nhất đó là trong thời gian sắp tới, chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng con người Đồng Nai đổi mới toàn diện để đáp ứng cái yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Thì ở trên khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai là có 3 cái di tích lịch sử cấp quốc gia, gồm là Trung Cục miền Nam thời kỳ 61-62, Khu ủy miền Đông thời kỳ 62-67 và di tích lịch sử địa đạo Sôi Linh. Thì cho đến nay thì các cái di tích đã được trùng tu tôn tạo, đang phát triển theo đúng cái chức năng của cái di tích lịch sử cấp quốc gia. Thì tới đây khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai sẽ xây dựng một cái đề án quy hoạch tổng thể các cái di tích lịch sử trên địa bàn của khu bảo tồn, nhằm phát huy tối đa cái giá trị các di tích, đặc biệt là giáo dục cho các thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên và tầng lớp nhân dân ở trên địa bàn trong tỉnh nhà cũng như trên địa bàn toàn quốc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, nhìn lại những thành tựu trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới, chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp to lớn của nền văn hóa vào sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa. Đứng trước những thời cơ và thách thức mới, yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21. Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa dân tộc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu lên 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gồm: khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia, dân tộc; phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.